Diệu Loan xin được gửi lời chào đến với tất cả quý vị khán giả. Một ngày mới lại đến, mong là chúng ta sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng để có thể đón chào những điều tốt đẹp nhất. À, vâng thưa quý vị, khi nói về vấn đề sức khỏe, đặc biệt là với à, người phụ nữ, thì có lẽ là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến chuyện là à người phụ nữ lúc nào cũng tươi tắn nè, cũng xinh xắn nè và lập gia đình thì có thể thực hiện thiên chức làm mẹ nè. À, hiển nhiên là nói tới đây thì nhiều quý vị sẽ nghĩ đến một số những cái vấn đề sức khỏe mà và đôi khi khiến cho người phụ nữ phải đối diện với những cái quyết định mà họ không hề mong muốn. Mà ngày hôm nay chúng tôi đề cập đến chính là câu chuyện về phẫu thuật cắt tử cung. Hiển nhiên nếu phẫu thuật cắt tử cung thì những hệ lụy tiếp theo sau đó rõ ràng đó là chị em phụ nữ mình sẽ không thể thực hiện được thiên chức làm mẹ, đúng không ạ? Tuy nhiên thì có những trường hợp thật sự phải đưa ra chỉ định này. Vậy thì đâu là những trường hợp cần thiết phải phẫu thuật cắt tử cung? Đối tượng nào chẳng may? phải đối diện với vấn đề này. Xin mời quý vị cùng lắng nghe phần tư vấn từ thạc sĩ bác sĩ Cao Thị Mai Phương ạ. À. Xin chào bác sĩ. Xin chào MC Diễm Loan và các khán giả của chương trình. Thưa bác sĩ, trước tiên xin bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết trong trường hợp nào thì một nữ bệnh nhân phải nhận chỉ định là cắt bỏ tử cung ạ? À? Tử cung hay còn gọi là dạ con. Nó là một cái cơ quan rất là đặc biệt mà chỉ có người phụ nữ mới có không có ở nam giới và chức năng quan trọng nhất của cái tử cung đó là mình sẽ nuôi dưỡng thai từ lúc làm tổ cho đến khi thai trưởng thành cái phẫu thuật cắt tử cung là mình sẽ cắt đi cái tử cung của người phụ nữ bao gồm trong đó có thể cắt luôn cả cái cổ tử cung cả cái buồng trứng và cái ống dẫn trứng thì cái chỉ định cắt tử cung về phía sản khoa đó có thể là do bị bắn huyết sâu xanh quá là nặng không thể cầm máu được hoặc là do nhau cài răng lược tức là nhau nó bám qua khỏi cái tử cung hoặc là những trường hợp bị nhiễm trùng nặng sau khi một cái cuộc sanh đẻ xảy ra về cái vấn đề phụ khoa thì chỉ định phẫu thuật cắt tử cung xảy ra ở những cái trường hợp tử cung bị đa nhân sơ hoặc là tử cung bị lạc nồng mạc tử cung hoặc đó là những cái ung thư ở đường sinh dục ví dụ như ung thư cổ tử cung ung thư tử cung hoặc là ung thư buồng trứng cái chỉ định cắt tử cung nó trở nên là một cái cú cánh đối với người phụ nữ. Nó đảm bảo cái chất lượng cuộc sống được cải thiện sau khi mà cái tử cung được cắt đi. À, thưa bác sĩ, khi mà nói đến phẫu thuật cắt tử cung, thì như vừa rồi bác sĩ nói là sẽ phân loại làm nhiều kiểu khác nhau đúng không ạ? Xin mời bác sĩ chia sẻ thêm ạ. À? Phẫu thuật cắt tử cung thì mình gồm có hai loại chính. Đó là mình cắt luôn cái tử cung và cái cổ tử cung. Đó được gọi là phẫu thuật cắt tử cung toàn phần tuy nhiên có một loại cắt tử cung nữa đó là mình cắt tử cung đến đoạn eo thôi mình chừa lại cái cổ tử cung thì đối với một số người phụ nữ khi mà mình chừa lại cái cổ tử cung thì họ vẫn cảm thấy họ là người phụ nữ cái tâm lý của họ sau khi cắt tử cung nó nhẹ nhàng hơn tuy nhiên cần phải nhấn mạnh với các khán giả xem đài rằng nếu các bạn cắt tử cung mà có chừa cái cổ tử cung thì cái nguy cơ ung thư cổ tử cung vẫn hiện diện và cái việc mà tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ là cái việc cần thiết sau khi cắt tử cung bán phần. Dạ. Yeah. À, thưa bác sĩ như vậy thì sau khi tiến hành phẫu thuật cắt tử cung thì không biết là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là về tâm lý của người phụ nữ có thay đổi nhiều hay không ạ? À? Thật ra là có ảnh hưởng ở một mức độ nhất định, ảnh hưởng ngay sau cuộc phẫu thuật. Đó là những ảnh hưởng chung, ví dụ như sẽ đau, sẽ tăng tiết dịch ở dưới âm đạo do cái quá trình lành vết thương. Thì những cái khó chịu đó có thể được can thiệp bằng thuốc. À, ngoài ra sau khi cắt tử cung, những cái ảnh hưởng lâu dài nó còn phụ thuộc vào cái chuyện mình có cắt đi cái buồng trứng của người phụ nữ hay không. Đối với những trường hợp cắt tử cung có kèm cắt buồng trứng thì Rõ ràng mình biết rằng buồng trứng là cái cơ quan để tiết học môn sinh dục cho người phụ nữ. Và khi cắt cái buồng trứng như vậy thì họ sẽ vô tình đưa họ đến tình trạng mãn kinh. Thì họ sẽ có những cái cơn bốc hỏa, những cái cơn vã mồ hôi, những cái chuyện khô rác ở đường âm đạo và dễ bị nhiễm trùng tiểu. Và bởi vì cơ thể của họ chưa được chuẩn bị để họ mãn kinh, mà họ phải mãn kinh rất đột ngột thành ra những triệu chứng đó nó trở nên là nặng nề và trầm trọng hơn làm cho người phụ nữ khó chấp nhận hơn khi mà có những triệu chứng đó xảy ra ở những người sau các tử cung thì nên đi đến bác sĩ để được tư vấn và được bổ sung nội tiết ngoài ra những trường hợp mà các tử cung không có cắt đi cái buồn trứng thì nó cũng có một phần làm cho cái buồn trứng bị ảnh hưởng và dẫn đến cái người phụ nữ đó có thể mãn kinh trước thời hạn. Ví dụ, thay vì họ có thể mãn kinh lúc 50 tuổi thì sau khi cắt cái tử cung mặc dù cố gắng trừ lại cái buồng trứng nhưng có thể là cái tuổi mãn kinh của họ sẽ bị sớm lên khoảng 47 hoặc 48 tuổi. À, thưa bác sĩ, như vậy một cái cuộc phẫu thuật cắt tử cung đó là một cái cuộc phẫu thuật có quy mô ra sao ạ? Và một bệnh nhân cần phải chuẩn bị những gì để đến với cuộc phẫu thuật này ạ? À? thì nói về phẫu thuật cắt tử cung thì cho tới thời điểm hiện tại mình có ba cái loại phẫu thuật cắt tử cung đầu tiên cái loại cổ điển nhất là mình mở bụng mình cắt tử cung thì với cái phẫu thuật này thì hầu như tất cả các cơ sở y tế từ tuyến huyện trở lên là có thể thực hiện được kỹ thuật nó khá là đơn giản nhưng bù lại cái thời gian hồi phục của người phụ nữ khá là lâu nó sẽ để lại những cái khó chịu nhất định ví dụ như một vết mổ rất là dài khoảng 10 cm hoặc có khi còn dài hơn và cái chuyện đau sau mổ cái phẫu thuật thứ hai là cái phẫu thuật cắt tử cung qua ngã âm đạo tức là tử cung được cắt ở ngã âm đạo và được lấy ra từ ngã âm đạo điều đó có nghĩa rằng trên bụng của người phụ nữ sẽ không có một vết sẹo gì cả và mang tính thẩm mỹ rất là cao tuy nhiên đây là một kỹ thuật khó và đòi hỏi phải có một bác sĩ kinh nghiệm phẫu thuật và cái chỉ định phẫu thuật nó cũng nghiêm ngặt hơn ví dụ tử cung phải ở một kích thước bình thường và có những cái chỉ định cắt được tử cung ở âm đạo khi tử cung nó đã xa ra ngoài âm đạo quá nhiều hoặc sẽ dễ dàng hơn đối với những phụ nữ cắt tử cung sau khi họ đã sanh đẻ cái ống âm đạo của họ rộng để có thể thao tác được trong đó dễ dàng hơn cái phẫu thuật thứ ba đó là phẫu thuật nội soi là phẫu thuật phổ biến nhất tại thời điểm hiện tại đặc biệt là ở những cái cơ sở y tế à, tuyến cao có trang bị những cái phương tiện tốt và bác sĩ có kinh nghiệm thì các phẫu thuật này trên bụng của người bệnh chỉ có vài cái vết mổ nhỏ khoảng 1 đến 2 cm. Và cái sự hồi phục nó cũng sẽ nhanh hơn. Và đó là cái phẫu thuật được nhiều người ưa chuộng nhất tại thời điểm hiện tại. Dạ. Còn những cái chuẩn bị trước khi một người vào cái cuộc phẫu thuật cắt tử cung thì chủ yếu đó là trang bị cho mình những cái thông tin cần thiết trước khi mình đối diện với cuộc phẫu thuật. Những cái câu hỏi bạn có thể đặt ra cho người phẫu thuật viên trước khi bạn vào một cái cuộc phẫu thuật cắt tử cung bao gồm đó là à, bạn sẽ phải biết rằng cái phẫu thuật này có điều trị triệt để cái bệnh của bạn hay không hay là chỉ điều trị triệu chứng thôi thì sau khi phẫu thuật xong những cái triệu chứng nó còn tồn lưu sẽ giải quyết như thế nào có cái cách nào khác ngoài trừ phẫu thuật cắt tử cung hay không? À, trong cái cuộc phẫu thuật cắt tử cung tôi có thể chọn mổ hở, mổ qua ngã âm đạo hay là mổ nội soi. Tôi cắt tử cung thì tôi có cắt luôn cái cổ tử cung hay không? Có cắt cái buồng trứng và có cắt cái vòi trứng của tôi hay không? Sau khi cắt tử cung xong nếu như tôi vẫn muốn đảm bảo chức năng sinh sản của tôi thì tôi phải làm như thế nào? Và sau khi cắt tử cung tôi sẽ sinh hoạt như thế nào? tôi sẽ tránh cái gì và tôi có thể làm được cái gì đó là những cái câu hỏi mà các khán giả cần phải đặt ra cho phẫu thuật viên trước khi các bạn vào một cuộc phẫu thuật cắt tử cung ạ à, thưa bác sĩ một cái cuộc phẫu thuật cắt tử cung thì không biết là có những cái biến chứng gì đi kèm hay không ạ à? đầu tiên một khi mà đã có cuộc phẫu thuật dù phẫu thuật lớn hay nhỏ cũng sẽ gây dính ở trong ổ bụng của người đó và những lần mổ tiếp theo sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Ngoài ra, bởi vì cái tử cung nó nằm gần cái đường tiết niệu và nó nằm gần cái đường tiêu hóa, thì ra ở những cái trường hợp phẫu thuật quá khó có thể tổn hại đến đường tiết niệu và đường tiêu hóa của uh, người bệnh nhân, uh, dẫn đến là những cái hệ lụy sau đó từ đường tiểu và đường tiêu hóa của họ. Dạ. Như vậy thì chúng ta sẽ có cách nào để khắc phục những cái biến chứng đó à? Một cái sự uh, chuẩn bị tốt trước khi phẫu thuật và cũng như vậy lựa chọn những cái cơ sở y tế tốt đáng tin cậy với đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp thì đó sẽ giúp cho cái việc mà giảm thiểu những cái rủi ro có thể có trong một cuộc phẫu thuật uh, cắt tử cung chúng ta sẽ có một cái quan niệm bản thân Loan cho rằng một khi cắt bỏ tử cung thì có nghĩa là người phụ nữ cũng hoàn toàn đánh mất đi cái thiên chức là mẹ yeah. dạ vậy thì thật sự có phải là như thế hay không hay là vẫn còn cách để người phụ nữ có thể tiếp tục làm mẹ ạ? Cái việc phẫu thuật cắt tử cung nó không những ảnh hưởng đến sức khỏe của người phụ nữ mà nó còn ảnh hưởng đến vấn đề tâm lý của người phụ nữ nữa. À, một trong những cái gánh nặng lớn nhất mà người phụ nữ họ không muốn cắt tử cung đó là vì họ không thể mang thai được. Và hiện tại may thay là chúng ta có thể trong quá trình chúng ta cắt tử cung chúng ta đi trữ cái mô buồng trứng lại và sau đó mình sẽ làm thụ tinh trong mống nghiệm và mình nhờ mang thai hộ thì cho đến thời điểm hiện tại cái việc mang thai hộ đã được chấp nhận tại việt nam ở một số cái tình huống đặc biệt trong đó có tình huống là đã cắt tử cung bác sĩ có chia sẻ là chúng ta có thể sử dụng quyền mang thai hộ cho trường hợp đặc biệt bị cắt đi tử cung nghe được thông tin này thì chúng ta rơi nước mắt bởi vì như vậy là chúng ta hoàn toàn vẫn có thể làm mẹ chính đứa con à, do mình sinh ra bằng trứng của mình và hiện nay thì cũng đã có những cái phương pháp như là trữ trứng đúng không ạ dạ, như đúng. vậy thì trước khi tiến hành phẫu thuật để cắt tử cung thì người phụ nữ có thể trữ trứng trước được hay không ạ những cái chỉ định cắt tử cung ở những người trẻ tuổi thường là do liên quan đến ung thư là nhiều mình biết rằng khi ung thư thì cái diễn tiến của nó rất là khó lường và mình cũng không biết được rằng với những cái thuốc mình kích trứng nó có thể đẩy nhanh cái tiến trình bị ung thư Thành ra rằng người ta sẽ chọn cái phương án rằng sau khi mà mổ cắt tử cung và trong cái cuộc mổ đó người ta sẽ cắt luôn hai cái buồng trứng và người ta đưa cái buồng trứng cho chuyên gia phôi học sẽ đánh giá rằng cái phần mô buồng trứng nào là phần mô buồng trứng lành không có ung thư và họ sẽ trữ lại. Và cho tới thời điểm hiện tại mình có thể trữ mô buồng trứng non rồi sau đó người ta sẽ kích hoạt để cái mô bằng trứng non đó thành mô bằng trứng trưởng thành và thành cái trứng trưởng thành để thụ tinh với tinh trùng thưa quý vị như vậy là ngày hôm nay chúng ta vừa đến với một chủ đề thật sự chúng tôi nghĩ là vô cùng thú vị bởi vì nó sẽ trấn an được tinh thần cho rất nhiều người để chúng ta mạnh mẽ đối diện với những cái quyết định và sự sống là quan trọng nhất à, khi chúng ta đã bảo toàn được sự sống của mình thì tiếp theo sau đó người phụ nữ sẽ có những sự hỗ trợ từ nội tiết tố ở bên ngoài để giúp cho chúng ta vẫn duy trì được vóc dáng sự xinh xắn đáng yêu của người phụ nữ và hoàn toàn chúng ta vẫn có thể duy trì được khả năng làm mẹ hay là mối quan hệ mật thiết với người bạn của mình, người chồng của mình, quý vị nhé. Xin được chân thành cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.